đó trả rồi đi chợ. À. Rồi tôi làm mà tôi than chứ qua. Mà trời mai chắc cũng phải giờ làm vậy á. Tối bò không á. Tại vậy mới khỏe chứ. Phải lỗ mồ hôi rồi có. Lỗ mồ hôi mà. Cái gì mà em đây nóng quá trời nóng. À, dạ đúng rồi. Nó con chú coi. Bữa nay nó đỡ đỡ rồi nè. Đỡ đỡ mới ngồi nè. Ông muốn ly nào? Dạ ly nào cũng được thấy. Đó giờ ly cái này cái đậm của ông nè. Dạ rồi. Từ đây nó nóng, nó nóng. Lạnh đó thì nó lạnh cũng dữ. Không rồi giờ này không chưa tới. Chắc không rồi giải quyết công chuyện rồi mới chở tôi đi chợ. Dạ. Tôi đi mua đồ. Mua đồ. Tới gì? Không? Bữa nay tới không? Hả? Tới phải chở đi chợ. Đang đi mua đồ nấu cho mấy người già. Rồi thấy mấy bà già dễ thương quá. Họ cho mình cho, họ biếu cho mấy bà già ăn từ 1 giờ tới 2 giờ. À. Tôi tính thứ tư tôi nấu là thứ tư không đi chơi được mà không đi chơi. Vô 1 giờ tới 2 giờ. Không, 1 giờ là con kẹt rồi. Biếu cho mấy bà già ăn thì cái giờ đó mấy bà ngủ dậy đó. Mất đi rước vợ rồi đâu có đi được đâu mà. Mắc cười. Làm riết rồi. Tối tôi nói tôi đâu ngủ trên giường. Ngủ trên giường quên nó bị ban ngày làm nặng á. Ban ngày làm á, cái quên cái đá cho cạnh giường hoài à. Rồi ra tối cái lòng ngủ dưới đất á. Ngủ đất cái mỗi lần mà đứng dậy không biết bò không. Một là cái bụng mượn, hai là cái giò nó đau. Rồi cái trời, cái tay nè, nhiều khi nó giọt bẹ nha. Có kệ năm có mùa hè. Quá trời bây giờ rau nó lên. Lên giờ nhìn đâu cũng thấy rau thấy ham không? Nhìn đâu có cái dền, nào có cái dền cơm rồi kìa. Hả? Dền cơm nó mọc nhiều đó. Mà có không dền cơm với dền không cơm lo ngò gai nữa. Tôi có ngò gai rồi. Dạ. Đại ca. Gì sếp ơi? Dạ mấy người ở chùa muốn gặp anh nè. Chùa nào? Thì anh tới chỗ thầy nè, anh tới chưa? Chưa, tí nữa tôi mới tới. Tí nữa hả? Nói được có ai đâu chọc ổng hoài. Tương đi gửi tiền. À, trời, tiền đi gửi tôi nè, không gửi, gửi đâu vậy? Thôi cha, anh nhớ giàu quá rồi, anh nhớ thằng già, không thằng già rồi. Thôi, anh có tiền đi đưa tôi xài giùm cho chứ mai mốt. Thì anh nói thầy giúp quay lại, anh nói thầy. Anh không có cơ hội đưa tiền tôi xài đâu nha. Nếu mà anh không đưa bây giờ á. Ý là tôi thầy kỳ ba rồi đó. Tôi là thầy kỳ ba rồi đó nha. Ông không đưa tôi xài mà bố ông không có cơ hội đưa đâu đó. Ok rồi, chỉ được. Ok, bye bye. Bye bye. Bây giờ gọi lại nữa chứ giữ gì chứ. Cái gì cũng thật tiện á. Cái máy trái chuối già, cái trái chuối Mỹ á, tôi mua cái quên. Quên nó chín quá trời, sáng tôi bóp ra tôi làm bánh chuối tôi hấp. Trời hỏi tôi ăn vậy riết không mập thôi được. Mà bỏ là tội. Tại mình thấy tội cho nên mình phải ráng mập. Nếu mình không thấy tội thì đâu có sợ mập. Đâu mập nổi đâu. Nhưng mà nói vậy thôi chứ đừng nói không ăn được mập cũng mập rồi. Mà thì chứ mình, đâu phải ăn mà thấy thương bao tử thiệt chứ. À, không phải thầy không ăn rồi ốm nó không có đâu. Trời ơi người ta tới lúc rồi. Chuối nó ngon ơi rồi phải ngon chứ mà. Trời đó, ơi đó. Đó. Xong rồi đã tươi đổi gì như son vậy. Ừ sao ông kỳ này ông mua túi chuối này ngon quá vậy. Được mua ba hoài mà. Vậy hả? Rồi hôm nay gửi cho mấy bà nè. Dạ. Yeah. Đỏ như son luôn nè. Đó, cái đó là số 1 đó. Rồi, nó có cái chuối nè. Có thể nói. Nó ơi là ngon ha. Ơi là ngon nè. Thầy ăn đây, thầy ăn đây. Là tôi đó bụng muốn rung nè. Dạ. Yeah. Sáng vậy là bao nhiêu việc rồi đó. Yeah. Mấy hỏi ông có xuống rồi tôi mới châm trà. Không thuốc có mình tôi chứ không ra 100 cái câu kỹ cái gì kỹ tử không mà. Bữa nay tại ghé cái chỗ nhà nhỏ đó nó phải sửa cái gì cho nó chút đó rồi nó. Thứ ba mà ông đi phụng sĩ đúng không? Thì nó nói vậy thôi chứ ông đó ông nói chừng nào cũng kêu là hay chứ. Bữa nay sửa cho nó cái nhà đó cho nó chút. Tôi có bán là tôi đâu dám ăn đâu. Ừ. Có mấy ông tôi mới ăn. Ừ. Cắt ăn mình tôi ăn đòn cái nó lên mỡ tôi chết được. Ừ. Có mấy ông nhà tôi mới ăn ké. Ừ. Không đỏ quá, không ngon hơn. Ừ.
chú bỏ mệt con. Ông ăn hành ông tôi cắt nhau ba, tôi không ăn hành. Nó lên vậy đó, coi nó hổng là không ăn mà lên dốc nữa. À, đúng. Tôi phát hiện một bụi cò gai. Cái hành cái rau này nè thầy, nó mới mọc nhí. Đêm nấu canh ngọt lắm mà thầy. Ừ. Ngọt lắm ạ. Hôm rồi lạnh nó không lên, mình đã lên thì nó già rồi, tôi để nó ra bông, để nó bông, nó rụng bông. Nó nhảy cùng á, nó rụng bông nhảy cùng á. Nó lên khúc khúc vậy là... Gọi là cái bạn gì, rau, rau, rau rí đấy hả? Không, cái này nè. Cái gì? Cái gì? Rau dền đấy hả? Rau dền, dền cơm á. Cơm nhiêu đây thầy đó, cắt thầy, thầy nhỏ ra thì nấu canh ăn. Nó ngọt lắm không? Ngọt lắm đó. Nhà con dặn bà vợ đó là bà không có được để cho nó bự. Để cho nó bự đâu còn ngon nữa. Nhỏ mà nhỏ thì ăn hết chứ nó không có ra hộp nữa. Nó có đâu mà trồng nữa, có đâu mà ra nữa. Nó bớt cái cây rồi nè, nó bớt rồi nè. Cái còn cái cây kia nó rụng nhiều. một vài tuần nữa là hết rồi. Ừ. Thử đầu bánh này nữa nghe là quá. Thôi trời nó coi. Mày có cái bánh chưa đâu. Nhiều quá là thầy chừa cho ông Đan đi. Làm lúa làm lá đi. Thôi thầy chừa cho ông Đan đi. Ông Đan kia đi. Đậu thôi coi. Này đậu mà. Cái hai bánh chưa khỏi ăn cơm hả? Thiệt hả chứ? Chưa khỏi ăn cơm mà. Đây thử đằng đậu coi. Gói hết vừa là hai đòn nhỏ, có hai đòn nhỏ trong nhà ăn. Đây. Gói trong tay có đòn lớn. Rồi tôi làm. Ông nghĩ coi á, cái thứ bảy giảng. Chiều thứ bảy phải canh để mà lo có bánh. Ừ. Chủ nhật cũng cho nó có. Cái chủ nhật thì phải lo làm công việc để thứ hai là nay ngày ốp nè. Ừ. Rồi bây giờ bài ra thêm cái vụ nấu cho người già. Thứ hai phải đi chợ nữa thôi. Ừ. Chứ không còn ngày nghỉ. Tôi nói thiệt, cái tối tôi nằm xuống là tôi cũng nhớ trời cho đất gì hết trơn. Bắt cải lương cho nghệ sĩ hát cho nghe dân dẫn nghe có nghe đâu cũng như đậm, giống như con người hơi người vậy đó. Đậm mà ngủ à. Cũng được ha. Ừ. Đi ngọt. Tôi với ông với ông đang rồi thằng tự ăn thằng ngon cái ông ngon là gì. Còn răng giả mắm nước không đó. Cũng ăn ngon chứ. Đôi răng thiệt nhưng mà mấy cái răng trong mình nó lủng rồi. Sáng nay mới đi clean răng nè. Bây giờ cái gì răng tôi làm sao? Ông đi ông gửi tiền. Ông đi từng tiếng á. Ừ. Từng tiếng hôm đặt mấy tiếng á. Bạn nó không lấy nhưng mà tôi phải kỳ tôi lấy, tôi phải trả tiền. Không ông cúng 100 mà tôi 100 á, đặt cho ông cái nữa đó. Thì online thì trả chứ. Bà có biết đâu, tôi biết đâu online. Mình gửi tốn liền, đồng ăn 3 đồng. Quá 100 đồng ăn 3 đồng. Tại vì ở trong quê hả? Ừ. Nó ngốt thì online á, quá tình duyên thì nó lấy tiền. Đúng rồi. Không biết làm. Ông nói gì chứ. Không biết thì có mấy. Quách Đinh Diêu nhìn mình sao không biết. Tôi nhức đầu lắm, tôi không biết thiệt. Chứ phải biết tôi làm, tôi gửi cho tốn tiền. Mà bấm bị mạ mất nữa thôi. Không phải muốn biết rất gì đó, nó cũng lấy nhiều đó à. Không biết nhiều nhức đầu lắm không. Giờ trà không biết còn khỏe. Cái những cái là còn muốn quên nữa. Có phải không? Chỉ kinh tế là không quên rồi. Mong cho đừng quên rồi, còn gì có quên rồi. Sáng này có một cái ông không nói em được. Mà thấy cũng có lý hả? Còn cha sanh mẹ mới đẻ ra đó.
thì chúng ta là tay trắng. Cái đầu cũng rộng tết rồi, không có gì hết á. Vậy cứ bố ngủ không biết làm gì, không biết cái gì hết, không có cái gì khác hết. Rồi làm đi, làm cho đã đi, rồi đấu tranh, rồi ganh đua, rồi đủ thứ chuyện trên đời đi, rồi cuối cùng nằm xuống đó, cũng giống như con nít mới đẻ vậy đó, không có gì hết, không biết gì hết. Trời ơi, cha này nó nói có ba cái bỏ, cái đó là cái bỏ thứ nhất, cái là cái bỏ cái, bỏ cái... Mà nói thì ai nói cũng hay á, nhưng mà thật sự có thật làm có, được có bỏ được không, chứ còn ví dụ nói ai nói cũng hay á, đúng không? Nói thì cái chuyện cái duy nhất có mặt à, nói đi nói lại, tại sao từ thời cổ tới kim và kiếm Phật thứ hai không ra, thấy không? Duy nhất có Đức Phật à, Đức Thế Tôn mình là ngày nói là bỏ hai ngày, mà ngày là bỏ trước ngày mới nói sao nha. Dạ, ông nói cái ông dứt khoát liền à, cắt cụp luôn à, đang sống trong dung lụa vậy đó mà cái cắt cụp liền à, ngay thiệt á. Mình lỏng được, mình đã đi tìm không à, mình lỏng được. Và cái điều đó tại sao mình mới tôn thờ mà chỉ có ngày thôi à, nên từ đó thì cái này có Phật thứ hai nào không là vậy đó, ngày dạy rõ ràng mà làm không được. Cái đổ thừa cho quỷ sứ nói tại tôi ngủ quên ông mới thành Phật. Đâu có, nói chung là có. Nó đã đầu điên, nó đã quậy quá trời quậy rồi, đầu điên nó đã quậy lên. Nó giả xuống rồi Phật, rồi Phật mới đẩy ra hôi thú gì đó. Rồi kêu bản hồn rồi nó quá thành bà già, bỏ chạy tùm lum mình chứ đâu phải mà ngủ quên đâu dễ à. Mà nói chung thì Đức Thế Tôn cũng là từ vô lượng kiếp rồi, đã gieo cái nhân lành rồi. Qua bao nhiêu kiếp gọi là trường viễn kiếp tử sanh rồi. Nói đi thì nói lại, bây giờ thí dụ đời nay á, trò với chú á, mình gieo nhân lành chút thôi là cũng là may mắn rồi. Chứ làm sao một đời mình á, gặp Phật Pháp, mình... Nhưng mà nói gì nói chú ba, nếu làm con người không tròn thì không có hồng làm Phật làm gì được đó chú ba. Mà tại sao ngày nay ai cũng mong làm Phật mà không mong làm người á? Thật sự mong làm sao mà làm người mà bỏ được cái chữ con á, đã là khó lắm rồi. Ngày nay cứ đi cầu mong thành Phật á, bởi cho nên tôi nói sở dĩ chư tổ á, biết chúng sanh nó cũng còn tham, tới thành Phật mà còn tham, phải không? Cho nên mới mở những cửa phương tiện, niệm Phật giảng sanh này kia. Tại vì biết chúng sanh nó tham, cho nên đẩy cái lòng tham cho nó, để nó lo nó tu. Nhưng mà không ngờ nó hiểu sai lầm với đạo Phật nữa. Tôi suy nghĩ rồi, cái chuyện gì người ta làm á, ta tranh nhau ta làm thôi, tôi bớt. Chuyện gì hết ai làm tôi làm, nó giống như giờ ở địa phương này nè, đâu có ai mà vô trong dưỡng lão mà săn sóc cái người già ăn uống người ta đâu. Thôi cái đó tôi làm, nhưng mà tôi làm vì ông đang chở vô. Nhưng mà cũng phải khéo một chút coi thầy, tại vì dính tới sức khỏe người ta đó. Không thì mình vô mình ăn uống, mình đóng tay mình mình ở đây nó có kỳ cục lắm á thầy. Kỳ cục lắm, nắm tay mình động viên. Con kể cho thầy luôn. Nghe một cái trường hợp như thế này đây nè, mà rồi là cuối cùng cái ông đó ổng không thể nào cãi được hết. Trước tòa ổng cãi không được, ổng đi vô chơi trong mo đó, ổng đi chơi vậy thôi à, chứ không có làm gì. Nó ông này ở Việt Nam mới qua khổ. Thấy cái con Mỹ Đen nó dẫn con nó đi mo mà nó cứ lo băng băng đi trước, con nó đi theo làm sao nè. Con nhỏ nó đi không kịp, má nó khóc rồi nó té. Nó trật chân sao không biết, nó té. Thằng cha này đang băng băng ở đằng sau lên thấy vậy, cái thấy con nít té đó. Theo cái kiểu Việt Nam là phải chạy lên đỡ nó dậy rồi vuốt ve nó này, nghe không? Trời ơi, nó quay lại, con mẹ nó quay lại gặp, thấy sao mày làm gì con tao khóc dữ vậy, rồi mới gọi cảnh sát. Nói nó không được, tại bởi vì ở Việt Nam mới phải học mấy cái đó. Bởi vậy. Nhưng tôi đó thì thấy nít, bây giờ nè, tôi nói thiệt ông á, tôi phải sáng á, mấy đứa nít nó thấy mình làm thầy chùa,
nó dù nó biết mà nó thấy có Phật rồi mà nó biết nó đi ngang nó thằng chồng tôi là Buddha nữa. Nên nó biết là mình không có hại nó. Sáng 5-6 đứa từng tớp đi học bên này, nó đi từng tớp đừng nó cái xe biết đây nè, mà bên sáng tôi không dám ra tới sáng lúc nó đi học, sợ nhiều đó. Khi mình tới đâu mình lấy cái giò mình xịt giỡn cái nó rồi nó chạy nó giỡn cái mình rồi nó té cái má nó sao tới à, nên tôi tranh thủ tôi chờ xe biết rước. Một là tôi tới rước trước khi xe biết nó rước tụi nó, hai là sau khi xe biết rước đó. Tôi né dữ lắm luôn á. Ở trong cái chỗ mà thầy nói vô để mà vuốt ve an ủi người ta đó cũng vậy đó. Thầy phải khéo một chứ không là mấy bà già mà tại vì hôm mình có hỏi đàng hoàng rồi à, hỏi đó, nó cho đó nó cho đồng ý đó vậy mới được, nó cho nó cho thì mình, cho từ 1 giờ tới 2 giờ đó mình tới mình thì chăm sóc người ta nấu ăn thôi donation, dạ. Đi, từng này tôi tính ra làm một là làm súp với rau câu cái từng tới từng nữa đó, có nghĩa là chừng nào đi nữa đó thì chả giò đi kem. Vậy có thùng đồ để trước kìa mà ông nói sợ không được nên thôi để cho ông đang tại vì ta nấu theo kiểu Việt Nam nhưng mà đã, Mỹ đang được chứ nấu kiểu Mỹ rộng súp măng rồi kia nó ăn được để mấy bà mấy người lớn tuổi đang được cái tên nó ngon vậy đó với kè rồng câu đó ngày này tính hai món vậy đó thì thôi từng già cái được cái chỗ đó nó quen mình nó quen biết rồi đó. Nó thích vậy cái là mình cứ tới mình biếu người ta vậy đó. Tạm thời tháng một lần nhưng mà hả vui thì tôi đi thường. Dạ. Chứ còn không okay, làm được cái gì vui làm vậy đó, tôi thích vậy đó. Mình làm không lớn lao chi nhưng mà nó làm gì vui vui vậy. Trời ơi, cái đó đâu có cần phải xe công nhông đồ chở mới gọi là lớn lao đâu có. Một cái chữ tâm đó nghe nó lớn còn bao nhiêu xe chở có con Phật tử cổ nghe pháp tôi cổ nghe pháp lâu rồi cổ không biết cách sao cổ tìm mà bây giờ cổ ngọn chỗ vì cổ tai biến á cổ nói giờ con thèm mắng quá thầy rồi đó tôi gói chuyện đây gửi rồi đi gửi ra rồi nói con muốn ăn đồ chay mà không cách nào được bây giờ con mà cổ muốn đứng lên xuống á được cái thằng thèm là phải hai đứa em nó đỡ bởi thấy tội hồi nào quanh liệt liệt mà cô ở gần DC á nó cách cái chợ Eden đó là gần tiếng nghĩa là khoảng 40 phút mà bây giờ ngồi một chỗ vậy 40 phút mà qua khỏi Eden hay là ở dưới Eden dưới Eden thì là Manasat Manasat chỗ đó là kẹt xe triền miên á, quanh năm suốt tháng ngày nào cũng kẹt sáng kẹt chiều nay tôi gửi cho cổ sáng rồi nói cho cổ vui mà nhiều khi á ông biết không cổ thì cổ nằm chỗ của buồn cổ gọi mà tôi nói thời ơi tôi làm muốn chết mà tôi đâu có dám nhăn thế giờ tôi nhằn thì tôi đang nhằn nhiều ông là tôi nhằn à đã không biết tôi về bảo con muốn gọi hoài tôi ra ví dụ vậy đó còn bây cùng ta nằm chỗ rồi tôi bắt điện thoại mà tôi cắn răng mà tôi dạ không sao trời ơi chứ còn làm sao dám nhận nó ví dụ cho cái người biết tôi á bá trời công chuyện hà mà gọi binh tướng tào lao là tôi quát đó chịu vậy thôi cũng tiền người chú biết không chứ nó không phải là mình ai mình cũng sân si hết ví dụ giờ chú biết tôi vậy mà chú gọi là hội chứ tôi táo tán ngẫu tôi la phải rồi ví dụ vậy đó rồi chú tới tôi chỉ một ngày tôi dành cho mấy ông á là từ 10 giờ cho tới 12 giờ thôi là cứ 10 giờ tôi vô tôi nấu nước này kia nọ năm nay tính ra đó thì bây giờ ớt với quế nó gấp 3 lần năm rồi ông trời năm nay của bộ có kế hoạch nó bự nó nhiều quá gấp 3 lần mà mai rồi cái chập đầu nó chết á tí nữa nó chết thôi giờ nè biết quân ngủ nó chết bây giờ ông thấy ông quá trời qua nó lên thấy ham luôn nhưng mà không biết tình hình về sao đây bữa nay mưa bữa thời tiết dày trầm nó có thắng lợi không hay thắng bại đâu ôi thắng gì vui là chính bây giờ trầm ở ngay hàng thẳng lối cho cái rau nào nó theo khu vực rau đó để nó rớt cái hộp xuống trong tới mình biết cái chỗ đó là cái chỗ đó năm nay cuối cùng ớt cái chứ biết không gieo giờ này nó mới lên nè thành ra tôi mới đi lượm lặt mấy cái ớt mà xung quanh trong rồi cái ớt đó thế nào mình hái không hết nó rụng xuống nó lên cây hai cây đó mới trồng trước
sẵn. Có ai mà đã đi lượm từng cái ớt, tính ra là cái chỗ nào mình trồng, mình năm tới chỗ đó nó lên nữa hả chú ơi? Rất hột. Bụi ngò gai mà không ngờ dưới bụi gai nó quá trời cái bụi ngò gai con. Ừ. Đó đó, hôm qua lên tôi ngồi chiếc từng cây con đó, thấy không? Ở cái chỗ bụi hành đó, có bụi ngò gai. Đó mà cái tôi chiếc ra này đó. Sao ông muốn ngò gai là có ngò gai là làm sao? Mình tưởng đâu cái không phải ngò gai vậy, ngò dạ, gai. Dạ, thì đó, thì tại sao ông muốn cái gì có cái đó làm sao? Đó thấy không, nó cây con thấy không? Đó, cái con tôi chiếc một số rồi đó. Không ngờ nó lên thiệt thì năm nay nó mới lên. Cái gì chứ ngò gai nó khó lên không? Cái này rau đất hay là rau đắng đất hay là ngò ôm? Rau đắng đất. Tôi tưởng ngò ôm là... Rau đắng nhiều lắm, nó đắng ruộng chứ, này đắng ruộng chứ. Không ý nói ngò ôm mà trồng được một kiểu này đó là cũng tiền không. Mắc hơn quế nữa, mắc hơn ớt. Ngò ôm năm rồi tôi trồng nó nhiều lắm, năm nay nó lên ve kìa. Sao thầy không để cái bụng này nè? Nó sắp sắp nước vậy, nó ngò ôm vậy, nó chịu nước. Thì chỗ biết đăng, rồi chỗ ông đang này lấy nhiều lắm. Thầy nói sao chứ ngò ôm lại mắc hơn ớt nữa. Không, mà năm rồi á, tốt năm nay nó kỳ lắm, nó tùy mỗi năm, tùy năm. Làm cái như sắp sắp nước rồi nó lên chứ. Nhưng mà nó không lên, biết đâu chứ. Cái cục gì? Ông nghĩ ba ngày hôm qua nóng cỡ nào thì nóng quá thì ra nó trên muốn cháy luôn. Còn mấy ngày trước nó lạnh cỡ nào. Chơi ông trời năm nay, ông chơi khí hậu vậy, ông nghĩ sao? Tôi còn, nói thiệt ông với tôi là tối hôm qua đó, 3 giờ sáng tôi mới ngủ được. Thành ra mình phải có cái máy lạnh bắt vậy mà nó không chịu lạnh, không thấy không? Có cái nhà kiến để mà ủ cái nhiệt độ nó phải bảo hòa hoài mới được. Sao cái nhà tôi kỳ, tôi điện máy lạnh rồi. Tôi điện chú Hải máy lạnh rồi, coi tôi sao mà hỏi ông, tối mà nó lên tới 98 mấy độ sao tôi chịu nổi? Do ông điều chỉnh thôi chứ. Rồi tôi điều chỉnh xuống còn 66 độ thôi á, mà tới 3 giờ khuya nó bắt đầu nó mới lạnh. À, phải rồi, từ 90 xuống mấy tiếng hồ phải rồi. Mấy tiếng không, hồ phải. Mình rồi. Để 70. 70 mà nó cứ đây nó đang 90 mà thầy muốn nó xuống 70, 2-3 tiếng hồ là bình thường. Mà thầy hỏi là biểu tôi để 70. Thì để 70 thôi chứ sao đâu mà. 70 nhưng mà lên tới 90. Khí hậu ngày qua nó nóng vậy, nó đã ngoài dạ, trời ngoài là 90 luôn rồi. Ngoài không, qua ngày ngoài gần 100 đó chú. Nhưng mà trong nhà mà 90 vậy là thầy coi lại cái temperature bên trong, thầy xét lại nó, biểu nó chỉnh lại. Chứ trong nhà không được 80 là thầy. Rồi bây giờ là còn bảy mấy nè, bây giờ bên hai là cái hậu dịu rồi phải không? Dạ. Chứ ngày hôm qua giờ này tôi chú làm sao ngồi đây nổi. Đúng rồi. Thì chú nghĩ cái là cây có sao nó chịu nổi. Rồi nó ngồi ôm mà nếu nước tới mức độ mà nó thọt cái con tay vô nó nóng sao ngồi ôm chịu nổi. Ngồi ôm nó cái thanh nước mà. Năm nay thiệt á, trồng năm nay trần thân lắm á. Mà lần cuối cùng làm như là trời phạt cũng đãi tôi đó nha. Bây giờ bên ông thầy Khai đó là dưa leo có ăn rồi. Mà ông ổng qua đéo đem về, bữa nay dưa leo có ăn rồi đó. Ớ cũng lên bên cao bên rồi. Mát rồi hay... Tắt xịt rồi nó dung hòa. Nó nóng chú. Nhưng mà tắt xịt tôi ở ông nội. Nóng. Ngày mai, ngày mốt, ba ngày. Ở đây thầy chịu 3 tháng mùa hè, tức là chỉ có 2 tháng, 7 tháng 8 thôi đó nha. Ừ. Là nóng cực nóng luôn đó, năm chỉ có 2 tháng đó thôi, là còn bao nhiêu là nó mát mát. Năm nay nó kỳ ta. À, năm nay kỳ cục. Nó muốn nóng 3 bữa rồi, muốn... 3 bữa đó chưa đủ nóng đâu, tháng 7, tháng 8 rồi thầy coi. Rồi 95, 98 độ rồi chưa đủ. Mai mốt với 100 không. Trời ơi, tối tôi bò không nội ơi. Nó theo lẽ mình ban ngày làm mệt ngủ không? Mà tôi hỏi không thấy hao điện lắm rồi. Cái gì mà con người nó nóng mà tôi đâu có ăn đồ nóng đâu à, mà nó nóng đã tắm rồi ấy, mà cơ thể mà nó nóng hực qua mấy đứa nhỏ ở nhà nó làm cơm tấm bì sườn chả mười một giờ là lo ăn rồi, đâu đi đâu được, cái trời nóng quá. Ở ngoài đời khỏe, không ăn gì nó dễ, dạ. Đồ ăn còn chai phải chế qua biến lại cực, còn biến với bà vợ bà nói ngày hôm qua đó trên chùa này, ở chùa Giác Quang người ta không có làm lễ làm thất cho Ngọc.
bà nói tuần tới làm thất cho Ngọc rồi bà mới đi. Bà muốn đi tôi chở bà đi à, không sao hết á. Bà muốn làm thiện rồi tôi cản coi đâu được, rồi tôi chở bà đi thôi. Ủa xe nó nãy là mọc nhiều không? Dạ. Xe mọc nhiều không? Ôi cha, ông nhổ sạch rồi. Ủa giáo dục hả? Ông nhổ lên hết rồi, cái ông thầy nhỏ đó, ông nhổ lên hết rồi. Ổng đổ bê tông lớp đáy dưới rồi cái thành xung quanh nữa. Mà muốn xong cái đó chắc là tới mùa hè, hết mùa hè đó. Ủa vậy là xe hết chết? Thành ra ổng dâm nhổ lên hết rồi còn đâu nữa mà sống. Ủa thì chúng xin xe qua cho tôi. Hả? Chúng xin cái xe qua cho tôi. Xin chí, thầy có rồi. Ừ, tôi trồng dài dài dài. Tôi thích trồng sen lắm. Ờ, cho thầy có cả đống rồi trước kìa. Nhổ cái hoa sen. Nhưng mà người ta nhổ rồi còn đâu xin nữa. Không, nhổ lên mình trồng. À cái qua ai à, còn cái cũ á, cái sen á, cũ người ta chia nhau hết rồi, biết rủ ai mà sao nó không làm phiền não ai á, trời ơi, cái cũ người ta xe ta chia hết rồi thầy ơi, có đâu tới mình. Bữa nay mà mình đi nói xin á là nó muộn lắm rồi, bởi vì người ta đã cái đào lên hồi đâu cả tháng trước rồi, ăn hết trơn rồi còn đâu, học tử người ta chia nhau hết rồi. Ngày thứ hai hồi đó mấy năm trước cũng có cái cũ bờ cỡ này cỡ này nhỏ hơn cầm tay cũng có nữa, nhưng mà nó không có bự, nó khúc gì không. Bây giờ là không biết, bây giờ mấy ổng đang nó mất tiêu rồi. Ông Đang ơi, đó thầy gọi ổng đi chứ ổng, thầy không gọi là ổng không có tới đâu. Ông này ổng tới đâu, đang chở tôi đi chợ mà. Thì bởi vậy ổng nói nên em ghé ông ghé sông quê, từ sông quê lên tới đây nửa tiếng á, chở ghé nhà ông bé thơ từ mấy nhớ bà. Năm nay nóng quá là mỗi sớm, mỗi tháng này mà buổi chiều nó dập dìu rồi. Giờ ông xưa để kiến nghị thi tây nó phun, nó bay lên trời nó phun xuống sao coi. Cái tháng này mà mũi nhiều rồi đó. Chứ là hôm nay tôi thành táo luôn rồi, chú thấy không? Vậy nó khỏe. Ở đó ra mồ hôi. Kiếm cho tôi chuyện gì tôi làm cả đêm luôn đi. Sáng thì tôi ngủ mấy tiếng mà tôi làm tiếp. Mấy cái tiệm nó có cần người làm cả đêm không? Ông Đang nó có khi cần. Mà sợ cái chỗ đó người ta không, người ta cần nhưng mà rồi thầy không có giao dịch được nữa. Anh đó. Chứ còn thầy biết không? 17 đồng tiếng, 20 đồng tiếng, 25 đồng tiếng. Ừ. Nếu ông chịu đi làm á, làm gì thầy biết không? Xin vô bưu điện lựa thơ thôi đó. Lựa thơ ban đêm không ạ? Ban ngày là nó đi nó thu về nó gom đóng nó, cho ban đêm lựa ra bỏ theo từng cái địa chỉ, từng cái vùng á, rồi là mới sáng ra người ta mới đem đi, người ta phát cái nào chuyển đi tiểu bang nào ra làm sao đó. Mười mấy đồng một giờ đó. Giờ tôi hỏi đây nè, cái bộ ra cái được nhưng mà ông không biết tiếng, người ta nói ông nghe không được. Không, lựa thơ tôi lựa được. Nhưng mà ông làm sao? Người ta nói ông không nghe được, ông làm sao? Thì cái code nào ra code đó. Hả? Cái code nào ra code đó. Đấy, không biết tiếng người ta cũng khổ. Đó, thầy bèo biết cái nha, 18 đồng giờ, 25 đồng giờ đó. Còn thầy đi phát thơ kiểu này đó, phát thơ chạy xe phát thơ đó là 18, 20 đồng giờ đó. Và cái ông đó, ổng thu ta có 50 sen tiền trang mà không biết làm sao mà ổng trả cho nhân viên cho đủ ha. Nhưng mà lương cao vậy đó.
khối đó còn nhiều thôi, cái hôm đó gửi thư, gửi thùng, gửi thức ăn, gửi chính phủ phải bù lỗ nữa, lấy cái này nó bù cái kia rồi mà cũng không đủ. Ở Việt Nam mà thầy đâu có lái xe được, giống như ở Việt Nam mà đi lái xe bus rồi đó. Nó bù lỗ một ngày chính phủ một ngày chính phủ bù lỗ 1.800.000 nữa, 1.800.000 tức là khoảng 70 đô, 80 đô một ngày á, một chiếc á, một chiếc mà cả cái thành phố bao nhiêu đó ngày qua bao nhiêu bệnh nhân được nhập viện vụ đua xe không? Việt Nam thắng đua xe, bao nhiêu người gãy chân, bao nhiêu người gãy móc ốc gì đó, thấy sợ thắng lắm, nhiều lắm mà trong qua nhiều lắm mà ngồi đã đến sáng coi cái nhiều bao nhiêu quên thắng lắm, thắng giờ tôi lấy bánh chuối ăn cho ba ha, bánh chuối nữa không, ăn cái này cho chuối nữa mày ăn phải được thôi, tôi không ăn này rồi rồi thì còn chút ông lan chưa, chưa nấu cơm ngồi lại đi chợ. Nếu đây Việt Nam biết ổn hả? Không có tin tức gì mới hay là nổi cộng hay nổi trò cộng hả? Nổi cộng nói tôi luôn mà nghe không biết đúng sai, là kệ cha đó, thầy nghe nữa. Thầy nói... Không nghĩa là hết vụ vòng lai với bà Phương Hằng là chưa có cái gì nguồn tin mới nữa vậy đó. À, nó sắp sửa khui coi kiếm ông nào là lớn cỡ cỡ bà Phương Hằng đó, đang kiếm ông nữa, kiếm bà nữa đang làm. Nữa, ha. Chứ thôi hết chuyện không nói, có chuyện gì nói nó buồn chết á. Cái mạng, cái cộng đồng bạn của người Việt Nam ở bên đó người ta buồn lắm á. Không có tiền xài hả? Tiền xài thì có khi người ta nói đó là chuyện nhỏ, nhưng mà bình luận thời sự này kia nọ không có đó, người ta cũng buồn. Thầy biết không, sáng mới ra nó uống ly cà phê ở ngoài lề đường đó, mà nó không có tờ báo để đọc, không có chuyện để nói, nó không thèm ra ngoài đường nó uống. Ừ. Giờ tôi lấy nha, cái bánh chú tôi hấp tôi ăn được không? Dạ. Nhão rồi. Tôi hấp bị nhão rồi. Các chú chê rồi. Nên nó nhão rồi nè. Thấy không? Dạ thôi tôi tự án. Để cho nó nguội nha. Dạ dạ. Cái mì có khô lại không? Nhão bé à, mà nó mới ngọt nữa. Có cái kỳ ta gọi ra quà nãy quên lấy đường ha. Mà gì cũng đường hết thì chắc thầy quên đường á. Có những cái bây giờ phải bớt đường. Mình bớt cái gì là mình cứu lấy mình. Chứ thôi ăn đường nhiều vô nó cũng đau nhất quá. Ăn muối nhiều nó cũng thiệt hại quá. Thì cũng có những cái người người ta nói ăn một lần đi rồi cho chết người ta cũng nuôi. Chết đâu thấy nó đau nhất chịu nổi không ơi. Ăn ngon chừng nào độc chừng đó. Chính xác. Đáng cho cho nó ốm. Sao cho nó ốm khỏe. Ốm chút cho nó gọn ngoài đi. Rồi tôi ráng. Tôi làm mắc cười không.
cái hả làm biến thôi mà không làm biến cái làm ráng. Ráng mà mệt á, mệt đâu dám làm trong hẻm. Mà mệt á, hôm qua tính đi nhổ cỏ trong cái khu vực này, cái hẻm nè. Mà tôi sợ nắng quá rồi mình gọt, mình xỉu bệnh nó không ai hay nữa không. Mỗi lần mà tôi làm mà tôi vừa mệt cái tôi chạy ra đường luôn, nữa ngã ra đường người đi ngang máy tôi kêu chết lột một rồi nó bụng nó lại chưa tới số chết rồi, thành ra nó không chưa đi đầu thai được cái thành ma. Mỗi lần mà nó mệt cái tôi chạy ra ngoài đường á, ra đường bởi vì nó nắng dữ lắm, quá nắng mà gì mà ba bữa rồi chín mấy độ. Trời ơi, tiếng mấy độ mà theo á, theo như Việt Nam thì rõ ràng hơn 30 độ chứ gì ha. Mà ngược lại Việt Nam 37, 38 độ mà họ không sao. Mình lại hơn 30 độ là mình cũng rất ngư rồi chứ thấy không? Không, đừng có như vậy nữa thầy ơi. Thế mệt quá. Mà nó tôi chạy ra ngoài đường á, rồi có tay có gì có tay. Thì không xe này cũng xe kia đi ngang. Không. Thầy đừng làm vậy, thằng còn vậy đó, nó không có thấm thí gì đâu mà không ai biết đâu. Ta thấy gì, từ khi ta cũng không nói gì. Rồi ta đâu có biết mình sao đâu đó, người ta không dám. Cái tốt hơn hết á, mà nếu mà thầy có bất cứ cái chuyện gì đó mà thấy là không yên á, thầy có lấy cái điện thoại của thầy nè, thầy bấm 911. Ông không cần nói chữ nào cũng được đó. Bấm 911 rồi ông giục cái điện thoại xuống đất rồi. Như vậy thôi, một tích tắc nó chạy tới cái số điện thoại mà mới vừa gọi đó, coi ai gọi bị cái gì mà tại sao lại không nghe máy. Nó vậy thầy đừng có lo là có người nghe người không nghe, không có, đừng có lo gì đó. Không đi làm đó đem lương hậu thấy không? Hả? Đi làm có đem lương hậu thấy không? Không có cắt cỏ nữa. Không thì ý nói khi nào mà thấy trong người mệt á thì cứ lấy cái điện thoại bấm số đó rồi cái rồi để dục nó cũng được nữa, rồi tự người ta mò tới người ta kiếm mình. Cái bánh này tôi làm kỳ đó, Cái này nó đòi hỏi phải hắn nước cốt rồi đó. Đúng rồi, phải có nước cốt rồi. Này phải có nước cốt rồi. Chuối gì mà không ngọt? Chuối không... Chuối không ngọt là vậy có khi nó còn non á. Mà tôi nếu là cháo sáng cháo trắng, chiều cháo niêm, chiều để nguyên vậy nó thải nấm đông cơ vô, thải tàu hũ vô, thải bột ngọt vô, thải miếng đường vô, miếng muối vô, cháo niêm rồi tôi nấu hủ tiếu bạn ngán ngán á, thải gia vị bò kho vô, thải gia vị bún quế vô, thành ra hết được tiếng tới bún quế. Nó có một mình tôi à, không lẽ tôi nấu một tô nè, tài chế đủ món à. À bà biết vậy đó, hả, muốn ăn mà ba bốn món vậy đó, cứ nấu nước hủ tiếu trước đi. Hủ tiếu mà ngán á, thải cái gia vị bò kho vô, cái thành ra là bò kho ngán nữa thì cái từ bò kho từ điện có bún quế. Muốn vòng vòng chị em đó hả? Còn rau á thì luộc ăn rã ngán quá thải cho nấu canh. Rau luộc thải nấu canh. Cháo ăn cháo trắng trước cho nó ngán quá là cháo niêu. Bữa hổm ông sĩ ông mua cho thầy cái lavabo, cái thùng của cái lavabo nhỏ nhỏ đó là ông mua bao nhiêu tiền cái không biết, để con coi cho thầy.
Để chứ bây giờ đi lại tôi cái món gì cũng có nha, xả cũng có nha, nè chuối cũng có nha. Tới đó tôi trồng đồ Việt Nam, à nó đây trồng một hai bữa mía nữa, đúng rồi, để đi mua một hai cây mía, à cái chỗ nào xin tôi coi có đây trồng được không? Được, dạ, cho nó đủ hương vị Việt Nam, dạ, khúc hai khúc à? Nhưng mà mùa này thôi đó nghe chứ mùa dạ. Là nghỉ rồi đó. Thì nó đẹp mía ở đây đâu có ai bán đâu mà mua. Xin nữa không có, xin cũng có nữa. Đâu ở đây không ai bán mía đâu, rồi thì mua đâu mà chợ có ai bán mía thầy đâu không biết đó lên đâu mía ai mà bán mía cho thầy đâu có ở đâu mà chợ có cứ có mắt là có lên à chợ khen mát là có bán tới hai ba đồng cây lận mà chú gì á mía gì đó nó ở Florida nó bán cái đọt mía đó cái đọt mía đó thằng cháu nó ship đi cho người ta đó tàu đó nó chặt cái đọt nó ship đi đó 15 đồng một đọt đó tại một đọt nó ra được 3-4 cây á ba bốn cái mục đó ba bốn cây nó mọc cao lên cái là 15 đồng một đọt đó thầy Ở đây có bán mía dạ. Hai đồng mấy một cây mà nó cứng cống nè dạ, đồng trơn bụi cho nó giống quê hương bụi chuối nè xả nè mía nè rồi tôi đang ưa mấy cây miễn cầu cũng đã lên không biết chứ đâu có ai đọc ăn được đâu nhưng mà ưa trồng chơi vậy đó mắng cầu ta lên chứ mới mà đâu có kịp có trái vừa lên cây lạnh tới rồi đu đủ nè vài cây chơi vậy đó mà nó cây chuối trồng gần nhà nó tốt trồng xa nhà nó sợ ma chuối trồng gần nhà nó tốt nên nó lên dù à thấy không nè giữa cái chuối này với cái chuối cứ thấy cái này chuối là gần nhà tốt thấy không nó tới gần nhà nó không có sợ ma nó cụ đang đi tới đâu rồi đây là chở tôi đi chợ chứ làm biến cái làm biến đi à ăn no làm biến đi à có lần về không mưa không ấy 109 mà phía mới mưa phía ông con phía mấy giờ mưa vậy không có cái gì thì không có cái gì để tức không có gì tên 109 mà mấy đứa nó nuôi gạo Nhật nó cho nó đợi mẹ nó cho gạo Nhật cũng nhớ mà tử bên anh nó cho túi gạo Nhật nhỏ nó cái gì cái gạo Việt Nam mình vẫn ngon hơn nha cái gì gạo hả gạo Nhật ngon hơn Việt Nam rồi gạo luôn họ cho quê hương nữa ăn gạo cái không có sống rất là ăn gạo dẻo gạo dẻo bên à, gì đó nó đang bán á ở đâu ở ngoài Asia đó gạo dẻo á
gạo bông sen đó. Cái Việt Nam mà ngon. Hay là nhớ ăn hương vị của quê nhà đã quen rồi. Trời ơi, ông đang ở đâu rồi? Tôi rửa bà Linda rồi. À bà rồi. Đi coi nữa. Ông nó tới rồi. Dạ. Ngồi giáo thì nó tới rồi vậy. Mở mắt không lên mà giờ đi đâu nữa. Đó hả? Đâu. Hả? Thì mở mắt không lên mà đi đâu nữa. Không coi vậy á chứ. Đi cái tỉnh hả? Đi thì không tỉnh, đeo xe ngủ. Nhưng mà tới giờ tao không nói chuyện gì nè. Không động não nói chuyện á. Động não nói chuyện thì tỉnh nè. Tới tôi nghe chuyện tôi thấy buồn buồn. Cái gì đó nè. Mà tôi không biết là mình nói ra thì nó làm cho mắt cái lòng tin Phật tử thêm nhiều. Mà không nói cho thấy nó là sao. Nó buồn buồn, chứ dáng giờ tôi làm thấy buồn. Hồi đó giờ tôi đặt cái niềm tin đi cái đó nhiều lắm. Mà cuối cùng giờ nghe mấy gì kể cho thấy nó buồn. Đây, cái vợ gì cũng tiền hết trơn. Người tu ở trong đó đó là cũng phải đóng tiền nữa nha. Ở đâu rồi? Đâu giờ đó. Ở trong đất Singapore mà. Không, đó ở Việt Nam. Mà trong khi tiền họ cắt hết cái tiền viện này, cái tiền viện khác. Trung tâm du lịch không á. Thầy đang làm, thầy đang thâu cái này, thầy không nói. Tôi đâu đến tên ai? Không nói tên ai cũng vậy nha. Ở đây nè. Thầy đang thâu, con không nói chứ thầy không thâu, con nói ông nghe. Nhưng mà ông phải giữ, ông giữ trong bụng không thôi. Ừ. Không đó, mình không ý đấy. Tôi nói Việt Nam đây thì tôi biết quá rồi. Đây hả? Còn trời ơi, còn bây giờ nó còn đủ chứ. Nhưng mà bây giờ Phật tử, Phật tử nó mê quá làm sao? Nó mê quá làm sao thấy không? Nó mê gì mà nó mê? Không biết là mấy ông đây nè. Mấy ông có bùa ngải không mà sao biết, nó mê kiếp đạo nó sao? Thầy biết không, qua đây nè, con mới 2 giờ tuyệt vời. Trời ơi, cái kiểu này thôi, đừng có đem vô chùa nữa, đem vô chùa. Nó mé mé thôi, đừng nói tên ai. Chết mà đem vô chùa đó. Thì phải thường xuyên tới chùa. Thì đúng rồi, không thường xuyên là đẩy vô. Đẩy xóa sổ luôn, đẩy. Nên nếu mà mình không còn Phật tử, không còn bà con dòng họ đó thì coi như đừng đem vô chùa. Ngọc nó nói đúng. Nó biển luôn. Ông nữa, ông đồng đang nào đem đây, chừng nào tôi không ở đây tôi không thờ nữa. Thì lúc, à, lúc đó. Chú ba thử mấy, chú ba thử. Lúc đó thầy, dạ thôi thầy, thôi, hai cục rồi. Cục này nữa thôi thầy. Ngọc đi. Thôi. Đó, ông tính đi. Ông người chết đi. Họ không đâu để cho yên đâu chú. Trời ơi. Mấy mươi năm ông bà ông cố còn kéo lên là cầu siêu mà. Ông mới nghe bữa hôm tuần rồi. Bây giờ thông báo nếu mà không có thân nhân đó thì rút. Dục đó. Không có dục mà. Lấy tên xuống. Lấy tên cất luôn. Chứ không thì không có chỗ để cho người khác người ta ngồi. Trời ơi. Chết kìa. Cái chùa Trúc Lâm ở Trà Vinh đó nghe. Chùa ngồi thành Quốc Minh á. Thầy biết không? Biết rồi, má, Minh. Má con mà để cả nhà bên ngoài con để trong đó đó. Mới đầu á thì ổng mới đầu vô để cái hình 46 coi chút kìa nè. Để riết đầy quá đó, cái ông dồn hình lên không còn nữa, con viết cái tên không mà cũng một cái bảng to từ trên xuống. Còn giờ còn tên không à, chứ còn hình hết chỗ rồi. Đó vậy đó, còn ai mới thì để hình vô rồi cái rồi thời gian cái rồi đưa cái tên lên.
Trời ơi. Ông nội ơi. Mình đã thấy ông ơi hề quá ông ơi. Tôi mới lo đó. Tôi mới lo tôi chết đó. Đừng có thờ phượng gì tới. Nếu mà bây giờ nó thờ phượng thì nó mượn tên mình nó làm giỗ tổ. Để nó mượn giỗ tổ vô thật sự nó có nó bỏ đồng nào đó nó cúng đâu. Nó đi gom của bá tánh bổn đạo không à, thấy không? Nó mượn tên mình để làm giỗ tổ. Còn mà nó không cúng thì bà con mình rủa thôi. Dạ không đáng á. Không, tôi là dứt khoát không thay thờ phượng, tôi chết đó rồi. Tôi chết là tôi biết đường tôi đi rồi. Và ví dụ như tôi cũng khuyên ông bà nó cũng vừa nó hoa. Thầy tổ tôi cũng vậy đó. 3 năm tang chế tôi cũng ký đàng hoàng. 3 năm là 2 năm đó gì? Thường thường là tao làm 2 năm là đại tang rồi. Rồi bắt đầu là 2 năm đó về đây rồi, thấy không? Hả, tôi khỏe, tôi không có rảnh, tôi rảnh rỗi thì tôi cúng, còn rảnh không mà tiền tôi lấy cái tiền đó tôi đi bố thí. Tôi đi làm việc có phước, đó là tôi đã trả ơn cho thầy tôi á. Cái năm nay đó, nó đây hoàn toàn cái nghề dỗ của thầy tôi là cái nghề đó là giao 2 căn nhà cho 2 gia đình nghèo. Mỗi gia đình 3-4 người trong đó. Phát mấy chục phần quà cho gia đình nghèo là mấy chục người đó ta vui rồi. Đó tôi làm vậy là tôi trả ơn thầy tôi. Bởi vì thầy mình, nếu thầy mình còn sống thì thầy mình cũng vui khi thấy mình làm việc lợi ích cho người. Giống như giờ bà Linda tôi thương mà. Cái tội giờ tôi vô để người già tôi cho mấy bạn ba ăn. Giống như mình vô mình nhớ bà vậy vài tháng á. Nói vài tháng chứ mình không hứa bao nhiêu ngày giờ. Nó giống như mình đền cái tình nghĩa chứ bà tình nghĩa bao hồi đó bao quý thương mình. Mình không hứa bao lâu hết. Nên mình làm cái tấm lòng của mình. Thầy biết không? Thầy ông mà ngồi ông tưởng tượng cái cảnh người ta nói bữa nay ta thông báo cho biết là bữa nay có cái người donation tới cho mỗi người ăn súp bữa trưa. Mừng không? Chưa. Người ta còn nói đây là bạn của cái bà Isa đó, Linda đó. Yeah. Bạn của bà Linda tới donation cho mỗi người ăn bữa trưa vậy đó. Trời đất ơi. Bà nghe bà mát cái ruột bà. Thấy không? Nói vậy. Bà nghe ta mát cái ruột. Nói vậy. Chứ đâu phải. Tôi nói trở lại vấn đề tôi đang tôi nghe. Hồi tối có một bà sư cô đó, cô điện. Cô là cái người mà đọc trên cái cuốn sách của Nguyên Phong á. Đọc trong sao âm á. Thì tôi xuất gia năm 2009. Có duyên lành nó mới tới ở một cái ngôi chùa đó, nuôi sư bà chết. Bây giờ được cái gánh cái đó, đó tôi gánh thôi cho nó gánh gì thì cho ở cái cốc đó, đó ở trong cái chỗ đó là 530 cái cốc, nghe chưa? Nội viện một cái nơi đó là 530 cái cốc và có mấy ngôi chùa lớn ở trong đó đó. Và Phan ở đó để tôi tìm hiểu chính xác là tôi mới hài tên ra nha. Bây giờ ở đó là nếu mà ở chung nhập chúng thì những người không có tốn kém gì thì đó mình đó rồi. Còn vợ mỗi người cái cốc đó là tiền điện là phải đóng nha. Rồi bất cứ lễ gì đi nữa cũng có tổ trưởng đi thu hết trơn á, thu tiền ta đi tu hết tiền đâu. Mà bây giờ thí dụ như ông á, ông lớn tuổi á, thì ông đi tới đó đó thì ông còn con cái, ông còn réo bao được giờ lỡ rồi. Bây giờ lỡ vô đó rồi làm sao? Mình những người đi tu mà gọi là không có gia đình thì sao? Cũng khóc quá rồi, khóc luôn. Cô nói không phải con không có ý gì thầy, cái này là con tâm sự là tại vì con nghe thầy giảng này hơn 2 năm rồi.
mà nó thấm từng chữ mà con không biết làm sao liên lạc được với thầy. Đó qua cô liên lạc được, cô mừng quá trời mừng, cũng khóc quá trời, cô thầy ơi, đời nó khổ quá, đi tu nó đâu có yên đâu thầy. Mà không phải một mình con đó mà bao nhiêu người cũng khổ sở kia nọ, tôi nói bởi vậy. Thế bây giờ những người yên đó là ta yên là gì? Ta lỡ có gia đình mà ta có của, có tiền đó, thì cái gia đình ta phải cung cấp vô, thì ở yên được trọng dụng. Thế không? Cho nên tôi nói mấy ông lớn tuổi, mấy bà lớn tuổi đừng có bao giờ nói thôi về già vô chùa ở cho nó yên. Nam mô Phật trời ơi, về già vô chùa ở nó yên á. Tôi lại bằng ba bước tôi lại hết thiên hạ này. Nhiều người quan niệm vậy đó, thôi về già đi vô chùa ở cho nó yên, Nam mô Phật. Hồi xưa với giờ không được không? Làm ơn á, về già đó thì chết để... rồi đây nè, chứ đừng có nói sống chết rồi đây nè. Để dành số tiền rồi mà con nó có tống đầu đâu mà được á, thì cũng ăn được vài tháng rồi chết. Chết rồi. Nó khổ vậy nè, là cái người đi vô chùa đó coi như là mới vô thì mừng lắm, thì nghe tàu là từ bi không à, thấy không? Từ bi là trí tuệ, là giải thoát, là vị tha, là vô ngã không à. Ông nghe nói vậy vô ngã là có gì đâu để cắt, có nhiều dân hết. Năm thứ nhất, năm thứ hai, tới đâu thứ ba rồi đó, mấy máu mới nhìn không ra. Dân hết rồi còn gì nữa, vô ngã. Bây giờ các ngươi ở đây thì coi như các ngươi biết rằng là ta phải lo cái này, ta lo cái kia, ta lo rõ, ta xây dựng, ta lo dạy chúng, ta lo giáo hội, ta lo đủ chuyện hết trơn. Cho nên thế này, thế nọ, thế kia, trời ơi, lúc đó là vô ngã đó. Không, mà hồi đó giờ tôi thấy rồi, nhưng mà tôi không có chưa nói ra cái vấn đề này. Nhưng bây giờ này khiến mấy vị mà tìm tới tôi, người ta nói tôi mới thấm thiệt trời. Trong khi những cái chùa đó đó, thì họ cắt tới đâu là khu du lịch tới đó. Vậy đó mà họ hay lắm, họ sắp với ban tổ trưởng. Tôi là trụ trì, ông muốn gặp tôi đó là phải qua ngang cái ngưỡng cửa thị giả đó, là phải trình bày coi ông gặp tôi nói chuyện gì. Đó, mà gặp mà nói chuyện đại sự cho lớn lao, hay là gặp thầy tặng con muốn dâng hiến số tiền gia đình con mới vừa gửi, bán đất gửi hùng vô làm phước cho chùa 50 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ là con gặp liền nha. Còn giờ vô, nó dạ, vô để trình cái thầy hiệu trì coi sao mà cái chuyện gì cũng bà tổ trưởng đi thâu tiền hết trơn á. Là đó, thầy nhiều việc lắm con, mấy chuyện nó nhỏ đừng cho thầy biết nghe nữa. Chơi vậy đó. Trời ơi, tôi nói mấy bà Phật tử làm ơn đừng bao giờ người nào nói rằng tuổi già vô chùa ở cho nó sướng. Không thôi, thôi con nghĩ ông đừng có mở cái kênh mới nữa, thôi đi. Ông mở kênh mới nữa không có làm ai tắt cái đài đâu, rồi mình mất công mình thiệt cái khẩu. Thôi ông đừng có mở cái kênh nữa. Gọi là cái channel đó. Kênh mới đó, nghĩ là ông nói tới đó là con biết ông muốn gì rồi. Mà động tới gánh này là nó là nó giờ mất công lắm thì phiền lắm. Nó giờ biết tôi nói ai rồi không? Thôi. Mà trong khi là giải thoát đó mà vậy đó. Hồi xưa Phật đâu có dạy trời Phật ai nghèo giàu vô. Bây giờ mà vô trình thưa là phải có giống như quan rồi đó, là phải có cái mâm lễ nha. Khai lễ rồi có cái có túi đỏ đỏ, cái gói vuông vuông, giống như con sọc hết rồi đó, cái gói vuông vuông. Thầy bây giờ đây uống nước trà để thầy ngẫm sự đời đó, ông nhìn ông coi là hôm nay trời nắng hay mưa, ngày mai trời bão thì ta chui cái lỗ nào. Vậy đó thôi à. Không, mà nhiệm vụ giảng sư pháp sư mà không nói thì không được. Mà nói sự... mà nói rồi ông giống như Việt Nam nó kêu bằng là đấu tranh rồi tránh đâu đó thì mất công lắm, tiền lắm. Bởi vì mấy bà già làm ơn đừng bao giờ mà nói tôi già là mấy ông cũng vậy, đừng nói vô chùa sướng. Hồi xưa thì nói ở Việt Nam đó, hồi xưa thì nói là thích đấu tranh là cái lấy công bằng lẽ phải gì đó, phải đấu tranh mới được, đấu tranh thời gian cái hỏi tránh đâu, hết đường tránh cái rồi thôi rồi nghỉ đấu rồi, rồi phải thuận theo chiều gió, nó là vậy. Giờ trả lời nói dù Nguyễn Quang,
Hôm qua đó, tôi nói tại sao giờ tôi hỏi thật sự bà già, tại sao nghe nói bà già ở trong chùa mà cái chùa nó không phải chánh tông của Phật giáo, nó chỉ một nhánh, cứ như là mượn danh Phật giáo, ví dụ như mở ra, ví dụ như Phật giáo hiếu ân hiếu nghĩa, Phật giáo tiên thiên, ví dụ vậy đó, mở ra. Thì ở cái chỗ bà già ở chú qua chỗ thang đó, thầy nghĩ cái nước nó mưa nó vô phập phẹp rồi chuột rồi dán rồi làm quá đi, mà nó để đem bà già rồi bà không chịu là không. Ngày qua tôi mới nói thôi, giờ tình thời xưa giờ tôi cũng biết ông, mà ông cũng là một trong những Phật tử đầu, và khi mà tôi khai quang khai sơn đây ông qua ông làm, thì thôi giờ có giận có thương có buồn có tuổi gì không biết, thì bây giờ thôi ông có vợ rồi thì ông đem bà cụ ông với anh ông qua bên đây đi, hai người ở hai cái phòng đi, thay vì tôi khỏi cho thuê, thì tôi cũng lấy cái số tiền ấy vậy thôi, mà Dũng ăn gì thì bà cụ ăn. Rồi chừng nào mà nhóm mà ông vợ con xong rồi đó mà ông buông luôn á thì tắt khe, lúc đó tôi tắt khe. Còn bây giờ thì ông ấy đi, có anh ông thì nhiều bà cụ được, ai đó cũng vậy đó. Thì Nguyên Quang mới kể cho nghe, thật sự ra bà cụ với chú đó đâu đến nỗi là khùng, mà đi theo cái đạo đó đó mà rất là thành ra cuồng tính luôn, coi như là cái gì cũng không hết trơn á, gì cũng không hết á, không, nhưng mà mỗi tháng họ lấy tiền là có nghe. Mà bây giờ muốn đem mẹ ổng với anh ổng ra cũng đem không được nữa. Ví dụ như bà hứa rồi á, ta thất thu thôi, đem ra ta thất thu thôi. Ủa, ông cán gì của tôi vậy? Ông chạy ông cán gì của tôi, có cán trúng gì của tôi mà nó cái cốp cốp vậy? Thì hỏi ông coi ông cán gì vậy? Rồi cái trước khi ông về Việt Nam, cứ vợ ông la ông sùm lên cái chỗ dán chỗ chuột gì đó. Đây là thầy không chờ ông này ông ơi. Trời ơi. Thì anh ngon hả? Cái chân trái cây rồi đó. Dạ, cảm ơn. Chân sáng nó dặn sóc á, cái nói với Phật bà đó, nó làm ơn nó lại ăn, bà lấy giò bà nhít nhít rồi để chín 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 ăn. Bà đứng đây mà bà cứ để cho nó ăn hoài. Đây thôi xin anh thầy cho con địa chỉ của cái cô cái gì mà người nào đi về Việt Nam 28 này đó. Ngày mai con gửi đi. Không, bây giờ có chị thầy khai về, một tay cô về tiện quá rồi. Để hồi ông đưa cho tôi đưa gửi ông chùa Quan Âm, chị thầy khai một tay về. Đây hả? Đây mới sáng mai con mới đưa thầy được. Dạ sáng mai. Tại vì con vừa gặp lời xưa, con nói nó biên này cho con á. Dạ. Rồi cái tờ giấy mời á, nó làm cho lịch sử một tí. Rồi chiều nay con lấy, nhưng mà bưu điện nó đóng cửa hết rồi. Lấy nhờ lắm kia. Của năm mới đóng cửa. Nó đóng cửa tại vì 5-6 giờ tôi mới đi lấy được. Được. Anh nhìn lúc đó đóng cửa rồi. Được rồi, vậy là ngày mai thì ông tối nay ông nhờ mấy đứa nhỏ nó biết nó ken dùng được không? Ken là gì? Ken gửi cho thầy hả? Dạ. Không, bạn có chính thức đàng hoàng với giấy chính thức chứ? Không có, bây giờ bên cái chỗ dịch vụ á, họ chỉ cần cái giấy cái chụp qua. Thế đưa con cái email chỗ nào chụp qua con gửi cho. Dạ gửi cho thầy được không? Dạ được. Thầy muốn con gửi thầy luôn á? Dạ được. Nha, con chụp xong rồi con gửi cho thầy. Ngang rồi thầy gửi sao thì gửi. Dạ đó. Rồi mai con đưa thầy bản rồi chính. Rồi cái tới chừng mình đi bạn mình đi phỏng vấn á thì cái bản chính nó mới coi. À để thầy dạ. Vẫn dạ, 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 vậy được rồi, tốt rồi. Đó, tới rồi đó thầy. Trở lại vấn đề đã đang nói dù chú Vinh Quang. Thì hôm tối qua rồi nói chị hỏi tưởng đâu ông về Việt Nam á, giờ ông chưa có về. Thì đó mới nói vụ bà già ông với thầy ông mới kể thiệt ông nói á. Bà già con với anh con nó bị cái nhóm ngoại đạo tà giáo đó mà kẹt cán không có được. Nó cũng là Phật giáo nha. Mà vụ sao đó coi như là ngủ quẩn dây không không à. Như là cái gì cũng không, không có làm ăn, không làm gì không, ngồi không đó vậy đó. Mà không nhưng mà tiền bệnh là có nghe, tiền già có. Coi như trước khi ông đi Việt Nam ông làm quá trời thì ông nói về cái nhà của bà cụ ở bị dột, bị này kia nọ vậy nói quá thì nó hứa sửa. Sửa xong ai về bên đây dụ người chị ổng bỏ mười mấy ngàn ra chứ đâu phải bỏ tiền sửa đâu. Bỏ mười mấy ngàn ra sửa xong rồi giờ tháng cũng 750 nguyên. Bây giờ có biết làm sao mà bóc đó. Thì tôi nói vậy là thôi giờ bà chị bà cụ với anh ông ấy, có anh ông rồi thì thôi đem qua đây đi. Rồi ông lo về Việt Nam ông vợ con cũng như là cưới rồi thì giờ lo làm ăn đi. Và chừng nào mà giống như mà thầy giữ hết nổi nữa đó thì lúc đó thì thầy nói ông bây giờ tôi tạm thời tôi lo trong thời gian đó cho
thì anh ông tắt khe cho bà già, thì còn ăn thì tôi nấu cho ăn, thì ông lo sắp xếp chuyện vợ con cho thoải mái tinh thần. Dầu gì nữa một ngày cũng có tình nghĩa thôi, giờ tôi cũng biết nói làm sao, thì ông có kể vậy đó. Nó nói giờ đó thì coi đó, làm cho riết rồi bỏ cái gì đó mà hả, ví dụ như giờ ông lại ông nói, tôi nói ông nghe, nhưng mà thấy ông vừa ra đi cái đầu nó cho người vô nói gì đó vuốt vuốt hồi cái lòng mơ mơ màng màng nó lại vậy đó. Quá trời các cái đạo bây giờ nó làm sao mà quá trời quá đó. Thôi cũng là cái nghiệp đó thầy ơi, cũng là cái nghiệp chướng thì sao vậy? Bây giờ thầy nói làm sao vậy? Người này người nọ chứ đâu phải ai giống nhau hết đâu. Đây là ai cũng mê chướng ông đồng này. À, tôi mới nói ông á, tôi nói mấy ông kia hồi xưa á, ngày hôm nay về già vô chùa ở cho nó sướng, tôi nói giờ đừng bao giờ nói câu đó nghe, giờ là phải xin cái câu đó tôi mua bức, nếu mua bức được tôi mua bức. Sức này mà còn lại vô chùa, trời ơi. Thì vô chùa là tiền không á. Tối có sư cô điện khóc quá rồi khóc. Hôm nay con nghe thầy mấy năm nay mà con tìm không được. Giờ con tìm ra con tâm sự thầy nghe, không phải là con nói xấu chùa chiền, nói xấu cái tổ chức lớn. Bây giờ cô ở đó vậy đó mà lễ gì cũng phải đi thâu tiền đó. Thế là sao? Thâu tiền của cô á? Dạ, mà trong khi cô nói thầy nghĩ con tu thì có tiền hay sao? Đó là, mà trong khi ở cái cốc không, tại người ta quan niệm tu sĩ Việt Nam là giàu là đại gia. Ờ, đại gia thì không, có mấy bà đại gia mà sồn sồn á là tại vì có con cái ngoài. Bây giờ thí dụ như ông cắt ra một cái trung tâm thôi, tôi chưa nói cái tên gì nha. Dạ. Để tôi điều tra cho kỹ. Trong đó có 530 cái cốc. Cái cốc á, Y Phước là chùa Y Phước, Quốc Sơn gì Long Thành nó mới có. Không có nói khác nữa, cái đó tôi không đụng tới bên Nam Tông, tôi không đụng tới, tôi đụng tới bên tôi nè. 530 cái ao nhỏ. Dạ, trời, nhiều lắm mà, đất cậu lớn dữ lắm à. Còn những cái khách du lịch á, nó tới kêu bằng tấp nập thì nó lo nó cúng cái chùa ngoài không à. Dạ. Có mấy cái chùa lớn nó vàng giá bên ngoài á. Ở trong nó có mấy cái chùa hồi xưa đó, thì hồi mà một vị lãnh đạo đó còn mà nói năng cửa động nổi đó, thì họ y chỉ họ xưng tôn xưng gì đó là thầy, thì thời cái vị này thì nó còn minh chính, coi như là các chùa đều là chia với nhau. Còn mình mới gia nhập, tới dụ bây giờ một cái khu đất đó là khu Phật không mà. Thì bây giờ ví dụ như cái nhà này 400 nhà thôi, hiệp cho thành một cái hàng rào. Nhưng mà cuối cùng bây giờ cái thời thế nó đổi thay thì người ta tới là chỉ cúng với tôi, cúng nay cúng là mặt tiền đường, người ta đâu biết các cái nơi này. Rồi ở trong này, cái đất trong này quá rộng nè. Rồi bây giờ ông có tiền, ông nói thôi giờ về già, không con không cái thôi, hoặc là có con cái về già muốn vô trong này ở tu thì là được rồi, cứ cho phỉnh đất rồi ngang 4 mét rồi dài 10 mét hay gì đó cứ cắt. Cứ bỏ tiền cắt vì đất vô như quán quan nó phế hồi xưa mà. Tất cả là 530 cái cốc. Mà ai á mới vô hay lắm, mới vô là có nhiêu tiền cũng tự động dân hiến à. Bởi vì trời ơi, cuộc đời nó dai không mà, cô thấy không, đâu có gì của mình đâu. Ở đây đi rồi vơi bốt rồi thầy nuôi ha, chúng tôi nuôi rồi này kia, mình tu hành được cái nắm gì hết trơn, cái buông cho nó nhẹ đi. Thì thầy nghe nói vậy, ông có nhiêu dạo hót buông cho rồi chứ không để chi ông nè, hiểu không? Đó, có nhiêu dạo hót. Cho nên năm thứ nhất, năm thứ nhất là coi như giác một trận, năm thứ hai là coi như là giác một trận, năm thứ ba là coi như sức bất đang mang rồi là bắt đầu khác à. Bây giờ mấy cô ở đây là chúng tôi phải có trách nhiệm, nào là giấy tờ, nào là chính quyền, nào là mọi việc. Giờ mấy cô cố gắng đi, mỗi tháng phụ tiền điện mấy cô phải, những cái lễ gì lớn cái tư tăng rồi về mới cũng phải đóng góp cho cúng dường cho có phước, là bắt đầu cái sự sáng đó. Thì 530 cái cốc kỳ rồi nó có một cái lễ lớn của giáo hội mà các bà tổ trưởng qua đi bắt thâu mỗi một
tôi sáng giờ tôi sang suy nghĩ cho kỹ, tôi tính điện có một cái người làm bên thực tế, đi thực tế có phải vậy không, mà có hà của mấy con đó mà nói ra nói dối đó, cho con đọa địa ngục, con nó thật thầy theo giờ trở về nhà con cũng được, nhưng mà nó lỡ lèn rồi mà con không ngờ nó quá vậy, chưa còn những cái tồi tà khác rồi con chưa nói ra, con nói hơi đó con không nói, con chỉ nói về cá nhân thôi. Thì bây giờ 530 cái cốc ra cứ tháng là nhiêu tiền rồi đó, rồi con không có tiền, con không có tiền gọi là để mà ghi danh với cái gì mà sở điện lực á, điện lực ví dụ chưa xài 100 ký đầu là nó nhiêu, 50 ký sau nó nhiêu, là ở Việt Nam nó có chương trình đó đó. Thằng này không có tiền làm cái đồng hồ riêng, phải xài chung vô chùa, thì xài chung với chùa vậy là cứ tháng vậy là 400-500 điều đặn nha, chứ không có giảm gì trên đồng, không giảm. Người đó mua đèn dầu đốt hết đi, điện lực nó đóng cửa. Đèn dầu này không có điện này không internet được. Vậy thì sao còn, coi thầy được? Thì anh còn cần nhiều thứ quá cho nên anh bị lệ thuộc, chứ anh không cần nữa, thứ coi có bị không? Thì nói ngay thì bởi vì nên nó càng gian quá thì nó càng khổ. Giờ bây giờ tôi nói anh nghe, giờ thời đại 21 rồi, 22 rồi. Anh đã đi vô đó tu, mấy ông thầy biểu là không rồi, mà ông còn muốn có nên ông bị thôi chứ. Mà lạnh, nóng lạnh chứ không nổi. Thì nói, thì ông phải chịu đi chứ. Ngày xưa người ta chịu được, bây giờ sao mình chịu không được? À, nói chứ thì nó khó nha. Mà đó, tôi muốn là làng. Thì chịu thôi chứ bây giờ tại vì anh muốn cái chứ đâu có mà anh là... nó đóng quá. Anh đừng có muốn nữa đi thì... No. Bây giờ dù tôi không muốn cái gì nữa đó, à, nhưng mà tôi phải ăn. Tại vì hồi xưa thì Phật phải đi khất thực. Tôi nói cho anh nghe như vậy. Đúng rồi. Còn bây giờ thì khất thực không nổi. Giờ nói ăn mới nhớ nè, đó phần của ông rau nè. Khất thực không nổi thì ông tự trồng rau, ăn tự... Trời ơi! Tự trồng qua mì mà ăn chứ mắc gì đâu mà. Ăn đi, ăn đại trong ba rồi. Ăn rồi. Trời ơi, không có anh đâu. Ăn đi, hết đi. Anh nhớ, nhiều cái nói kẹt lắm. Tại mình muốn thôi, đừng muốn đi. Rồi nữa, lại tài nữa. Rồi, đi ông rồi. Thầy thấy không? Nói thực tế, thầy nói mình thực tế một tí. Thấy không? Đó, đó, thực tế đây nè. Chết thì vô chùa đó nha. Mà không thâm viếng nó cũng đưa ông ra ngoài để cho được nay ông phải có nhiêu đó đó. Tôi nghe nè chuyện đó là bình thường, cái chuyện đó là bình thường. Ông là người quá cố, ông gửi dông ở bên chùa mà ông không thường xuyên tới thăm viếng, còn mà để cho người khác cho ban ngày. Nói chuyện đó là bình thường từ xưa tới giờ. Chứ đừng có nói, người ta đã nói nghe. Không rồi mà ông còn muốn có. Ông mới nghe, có nghĩa bây giờ nó còn sâu hơn vậy nữa nè. Có nghĩa là ông có tiền, ông đóng nhiều thì cái hình dông nó được ngồi, cái hình nó ngồi ở gần Lưu Hương. Mà không có tiền nó đẩy ông vô trong, cái chuyện nó còn sâu hơn. Ông nghe chuyện này bình thường. Thôi thì nó không, bây giờ khỏi nghe. Càng bôi bác chữ quá. Hả? Thiệt, càng nói càng bôi bác á. Anh nghe thấy không? Càng bôi bác thêm tôi nhiều lắm. Tôi nói một tuần 10 bữa nữa hay một tháng nữa rồi anh sẽ nghe người khác nói y vậy. Tại nó đang diễn tiến mà. Nó đang diễn ra mà. Thầy sư. Yeah. Nó đang diễn nó ra. Nó nhiều lắm, nó đâu. Bởi cho nên nó thương á, cái Phật tử mình mê màu ý á, có nghĩa là ông đặt hết cái niềm tin vô cái chuyện chùa chiền. Mà đặt hết vô đó là còn... diễn ra, người ta tin ông lắm, người ta mê. Thì đó, đặt hết cái niềm tin vô. Rồi phiền não tin lắm rồi. Chứ bây giờ ông bà cha mẹ chết rồi thôi, mình dỗ quải 2-3 năm rồi thôi, chứ cái gì đâu mà phải đem đi chùa hết, chùa này tới chùa kia. Thật sự ra tôi nói thiệt cũng không có dỗ quải gì nữa. Chẳng qua là nó kẹt. Thiệt, cuối cùng tôi nghĩ thằng Ngọc nó hay, con vợ nó vậy mà không hay. Thằng Ngọc nó hay đó, nó nói đêm biển đi thì tôi thờ cũng gì đó. Xong bây giờ tôi nói thiệt á, Phật tử thứ nhất là đi chùa đừng có đi sâu vào, thứ hai đừng có dính gì cái vụ chùa chiền hết, là yên ổn à, yên ổn làm ăn à, còn gửi dông gửi cốt gửi hình cầu an cầu siêu là nó điên cái đầu luôn. Hãy có tiền thì nó thải bùa cho mình phải đút nó vô, không tiền nó thải bùa cỡ chứ thải bùa là cỡ chứ giàu có thì nó thải chứ cỡ ông ba ông đang là tôi nhắc hoài không ai thải rồi đó. Thầy phải ông vô đi uống cơm. Ổng có thầy, trời ổng nhiều nhà đó, ổng có khi ổng dính với con. Thầy vô ý kiến cái cò là ai chịu nổi, con đang. Ông thể vô tốn nước trà.
Không, muốn gì cho gói vô cho đã đi. Rồi hãy mùa ông ba tốt nhất nè, hãy mùa trong ra ý kiến cò ai chịu nổi. Quân sư. Tại cô Quỳnh. Tu là cái gì? Tu là thấy vậy để vậy, nghe vậy để vậy, biết vậy để vậy. Không mà sao con thấy trời, thấy tội nghiệp ông Phật mà ha, ông chỉ nhiều người cũng học rồi cũng học xong mà làm chặt lắc làm chi vậy, tới tội nghiệp ông. Công sáng tạo một đề án, một đề cương đó không phải là chuyện đơn giản nha. Có khi mất cục kiếp người mới ra được một đề cương, chứ không phải cứ khởi anh nói bữa nay ngày mai anh thành định đâu. Trời ơi, đúng là vô lượng kiếp tử sanh mới phát hiện ra chân lý trọn vẹn. Người ta ngẫm đi nghiệm tới nghiệm lui tới mấy chục thế kỷ rồi mà người ta vẫn ứng hiện, nó vẫn update, tức là nó vẫn vẫn đúng như vậy đó mà. Bây giờ mấy ông nhìn kỹ nói ra ta chửi nè. Nhìn kỹ ngày nay cái giới đi chùa khôn nhiều hơn ngu nhiều. Đa phần giới chùa nay toàn là ngu si, toàn là dốt nát, toàn là ồ cà không à. Ông nhìn kỹ cái giới đi chùa có trí thức không? Nhìn coi. Không, người ta đi chùa để người ta kiếm phước thầy ơi, người ta mô Phật. Ông nói thì tôi còn nói gì nữa. Không, hiện ta số này như vậy. Đa số là như vậy, còn nó thật thầy đó. Cái người trí là họ nó núp hết. Vâng, không, nhưng mà tôi đa số mấy người được người trí. Thầy nói con kiếm được mấy người được người trí. Thấy không, rồi thành ra thời gian nó giống như cái bãi tiến trường. Tôi nói bị người ta cũng cự con này. Con nói 10 người đi chùa đó, thắp cái nhang lên, đầu tiên là xin cái gì? Không có ai xin giải thoát hết. Xin hạnh phúc, xin tiền tài, xin đủ thứ trên đời, cái gì có là xin. Chứ không có xin giải thoát. Không có ông nào bà nào xin giải thoát hết rồi. Đây anh nói chuyện sống đấy. Chết không đòi xin được siêu nữa. Chết là siêu. Đúng. Sống thì còn được thêm bố gì phải không? May. Nhưng mà chết là được siêu à? Siêu à? Sống là không tốt mà chết là siêu. Kinh cường. Hát điên rồi. Rồi.